Tham vọng của loài người cao hơn bất cứ bầu trời nào họ có thể với tới, sâu hơn bất cứ vực thẳm nào họ có thể tìm được. Với tham vọng thay đổi tự nhiên của loài người, nhiều điều kỳ diệu đã được tạo ra, và nhiều thất bại mà chính họ không thể lường trước được. Quan đến dự án đều biến mất khỏi sổ sách. Tôi, một người nằm trong dự án xấu số trên, may mắn đã thoát được thân phận sắc sống và cái kết không mấy tốt đẹp do nằm cuối danh sách thí nghiệm, giờ đang là một công cụ đắc lực cho chính phủ trong việc xử lý những vấn đề họ không thể ra mặt. Tuy nhiên, với rất nhiều sự thay đổi và đột biến trong quá khứ, cơ thể tôi đang dần mất đi sự ổn định. Và họ lại cho tôi một lựa chọn: tiếp tục trở thành vật thí nghiệm hoặc chết. Và ngay khi tham gia thí nghiệm, tôi cũng không chắc chắn là mình sẽ sống sót. Tôi đã nắm lấy cơ hội, nhưng cơ thể tôi dần dần thối rữa. Liều thuốc họ đưa không giúp cơ thể tôi ổn định, mà còn làm quá trình đột biến tăng tốc. Và tới lúc đó, tôi nhận ra mình có thể dịch chuyển trong dòng thời gian.